Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Suaka của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách làm sao để lọc được những cái bạn bè mà ít tương tác với mình hoặc là không tương tác với mình luôn. Đó, ok không ạ? Cái này là một cái điều rất quan trọng trên Facebook của chúng mình đúng không? Thì không để mất thời gian của tất cả các bạn nữa mà cũng không có nói lòng vòng sàm sàm nó. Bây giờ mình vào vấn đề chính. Video này nó cũng có thể là hơi dài đi xíu. Các bạn hãy chú ý lắng nghe, đừng có tua qua rồi lại comment hỏi lại mình nha. Rồi, ok. Đầu tiên các bạn vào cửa hàng CH Line. Các bạn ấn cho mình cụm từ tìm kiếm là Kiwi Browser. Đó, thì nó sẽ hiện ra như vậy. Đây là cái ứng dụng đó. Thì không để mất thời gian của các bạn nữa, mình đã cài đặt sẵn rồi. Tại vì cài đặt thì nó rất là lâu. Và bây giờ mình chỉ việc mở lên. Đóng vào mở. Rồi, cái giao diện của Kiwi Browser là nó vậy. Các bạn đăng nhập vào Facebook cho mình. Ấn vào cái Facebook. Rồi các bạn đăng nhập vào. Rồi. Cái này tới đây các bạn ấn lúc khác không cần lưu. Rồi, sau khi vào được Facebook, các bạn ấn thêm cho mình một tab nó ngay chỗ số 1 này, các bạn ấn vào đó. Thêm cái dấu cộng bên đây cho mình nha. Rồi. Tại đây trên cái thanh tìm kiếm nè, các bạn ấn cho mình cái từ là FBVN. Đó, lọc bạn bè không tương tác. Rồi, ok. Tại đây thì các bạn quan tâm cho mình cái chỗ mà FBVN lọc bạn bè không tương tác, cửa hàng chôm trực tuyến nè. Các bạn ấn vào đó cho mình. Rồi, sau đó các bạn phóng to màn hình lên nha. Đó, các bạn thêm vào chôm cho mình. Rồi, các bạn ấn OK. Rồi, sau khi đã thêm xong, các bạn trở về cái trang Facebook vừa rồi nha. Đó, cái trang Facebook nè. Rồi, các bạn nhìn bên góc phải màn hình có cái chữ 3, có cái 3 chấm là các bạn ấn vào đó cho mình. Các bạn vượt lên. Đó, các bạn thấy ở dưới cùng không? FBVN lọc bạn bè nè. Đó, các bạn ấn vào đó. Rồi, sau khi vào đây là cái nick này mình muốn lọc bạn bè ở cái nick Ban Nhạc Bình Triệu này đúng không? Các bạn nhìn thấy cái dấu ba gạch ở đây không? Bên trái nè, các bạn ấn vào đó cho mình. Rồi, các bạn ấn vào chữ lọc bạn bè. Thì ở cái chỗ mà lọc bạn bè này á, nó nhanh hay chậm là tùy thuộc vào cái tốc độ mạng của các bạn và tùy thuộc vào cái số lượng bạn bè của các bạn nhiều hay ít. Đó, khi nào mà nó lên 100% á là các bạn sẽ đủ. Ở đây để không mất thời gian của các bạn nữa thì mình tranh thủ mình sẽ tua qua cho các bạn. Rồi, sau khi đã đủ 100% rồi thì ở đây mình tìm kiếm có được là 4813 bạn bè. Đó, thì ở đây nó có các phần là các bạn để ý nè, mức độ tương tác với bạn, đây là những người mà đã không tương tác với mình đó ha. Thì mức độ tương tác này, giới tính nè, tài khoản hoặc bị vô hiệu hóa nè, tên chứa ký tự đặc biệt, số lượng bạn chung, số lượng bạn bè. Đó, thì như mình ở đây thì mình chỉ quan tâm những cái phần ở trên này thôi các bạn. Mình quan tâm ở cái chỗ mức độ tương tác trước đây. Thì đó, ngay chỗ cái phần mức độ tương tác này nó có là không tương tác với mình nè, tổng lực thả cảm xúc nè, tổng lực bình luận nè, tổng lực thả cảm xúc và bình luận nè. Đó, bây giờ mình vào cái phần đầu tiên nè, mức độ không tương tác với bạn nè. Rồi, mình xem mình muốn là kiếm những cái người nào không tương tác thì mình ấn vào cái phần đó thôi. Còn mình thích cái phần nào nữa thì thí dụ như không thả tim cảm xúc như này mình ấn vào đó. Đó, nhỏ hơn. Mình thích thì mình ấn ở trên. Sau đó mình ấn cái chữ nè, các bạn để ở dưới nè, các bạn ấn chữ xem kết quả nè. Rồi, các bạn trượt lên. Đó, thì ở đây là những cái người mà tương tác với mình nè các bạn. Rồi, ok. Tới bước này thì các bạn ví dụ như mình thấy các bạn này không tương tác đâu, mình tích vào đây. Đó. Rồi mình ấn chữ hủy kết bạn nè. Đó, đỏ đỏ nè. Đó, đồng ý.
Rồi, hủy kết bạn thành công. Còn nếu như các bạn muốn hủy hết luôn á, thì nếu như các bạn thích vào đây là các bạn sẽ hủy hết luôn nha. Còn bây giờ mình sẽ đi hủy từng người thôi, là tùy theo từng người mà để mình biết được mình hủy. Đôi khi trên cái phần mềm này nó cũng có cái sự sai lầm của nó sao. Đó, mình cứ trực lên mình kiếm. Ví dụ như bây giờ mình cảm thấy bạn này, cái tên này cũng ít tương tác của mình ấn vào đây. Đó, sau đó mình ấn hủy kết bạn nữa nè. Rồi, đồng ý. Đó, ok. Rồi, ok. Video hướng dẫn của mình đến đây là hết. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ ấn like và ấn một lượt đăng ký để giúp cho mình có động lực mình làm những video hay nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.